Sau gần 2 tuần xét xử và nghị án, chiều nay tòa phúc thẩm đã đưa ra phán quyết về đơn kêu oan của bị cáo Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, kháng cáo xin xem xét lại bồi thường của ông Bình và xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo khác trong vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng Đông Á. Theo đó thì hội đồng xét xử đã sửa một phần bản án sơ thẩm nhưng vẫn bác kháng cáo của Vũ Nhôm. Theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên ông Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc ngân hàng Đông Á án trung thân về hai tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái. Bản án này y bản án sơ thẩm. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng Đông Á bị phạt 30 năm tù về hai tội trên, y án sơ thẩm. Tại phiên tòa, bị cáo Xuyến liên tục gặp vấn đề về sức khỏe nên được đưa ra ngoài. Khi tuyên án, bị cáo Xuyến cũng không thể vào tòa để nghe mà phải nghe trong phòng thông tin qua màn hình. Tại buổi tuyên án, tòa cho nhiều bị cáo khác được giảm án, nhiều bị cáo khác được hưởng án treo. Đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ, hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm 17 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử nhận định, dù bị cáo Vũ khai trước tòa là không hề biết đến số tiền 200 tỷ mà Vũ mượn của ông Bình là tiền của ngân hàng Đông Á, nhưng trong quá trình xét xử bị cáo Bình xác nhận có bàn bạc với Vũ về việc mua cổ phần DAB và chỉ đạo cấp dưới thu khống tiền. Thực tế, Vũ không có tiền mặt và đã ký vào hai giấy nộp tiền khống. Hành vi ký khống của Vũ, dù không bàn bạc cụ thể, nhưng đã giúp sức cho bị cáo Trần Phương Bình rút tiền của DAB gây thiệt hại cho ngân hàng.